khóa luôn chứ kỳ không thầy. Chị là ai nhảy lên đổ thí sinh đi vậy? Đổ luôn cho chụp tấm cho thí sinh coi. 1, 2, 3. Ok, đúng rồi, máy. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, không biết làm giả bộ cầm để chứ đừng khỏi đang giải tự do quản lý thoải mái phải đủ kiểu nha mọi người. Được chơi thứ nhất bắt đầu. Okay. Với lại nhức đùi quá. Ủa sao đau quá vậy ta? Sao cái đùi mình nó đau dữ vậy ta? Lật sao không?
không, nó căng buổi sáng giờ tại tôi hào hứng quá, tôi nhảy một cái nó rút lại tiếp nữa. Ủa, ba đội bằng nhau à? Thả lỏng nước có thể thả lỏng nước có thể không phải đang này là đang giãn cơ mà đang bị rút, bây giờ này phải giãn ra nè. Ừ, nhưng mà thả lỏng thôi, đừng có động quá. Không thả được, đang kém gì là không thả được đâu. Chơi. Chơi máu rồi. Ôi ôi ôi. Chạy quá cái giày bụng luôn. Mọi người ơi, xem một cái nào đây ạ. Chạy quá cái giày bụng luôn nè. Chạy máu lỗ tai, chạy máu lỗ tai, bác sĩ cấp cứu. Đi em. Đỡ 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 bé giùm em. Rồi cho bác sĩ đi, cho bác sĩ. Ngại á, nó điện dài. Rồi cho bác sĩ đi, cho bác sĩ. Kêu bác sĩ, kêu bác sĩ, kêu bác sĩ. Nữa. Từ 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 từ. Anh nào ạ? Anh nào đỡ đỡ bé giùm em. Giữ cái máy nè mọi người ơi, giữ cái máy đi. Giữ sâu rồi, giữ sâu rồi. Nguyên một hộp. Anh nhận cái túi. Ờ, bốn lần. Đem nguyên vô. Lấy cái túi em ạ. Anh nhận đi. Để cái dù lên.
Xin được chúc mừng ba đội chơi đã hoàn thành xong một cái thử thách có tên gọi là rửa xe bằng cơ thể.